Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay chúc anh em đây hình đang cầm một chiếc Samsung Galaxy A22 5G anh em. Đây là phiên bản nâng cấp của con A22, nó là A25 g A2 đời đầu thì nó chỉ là 4G thôi. Đó và mã của nó là A226. Chiếc máy này là của một anh bạn, anh cũng là cửa hàng, cửa hàng ở dưới tỉnh ha anh gửi lên cho mình trong tình trạng là máy nó bị treo logo treo logo là như thế nào mình sẽ cho anh em xem cái clip mà ở cái thời điểm mà anh hỏi mình cái lỗi máy rồi anh em đây đây là cái tình trạng khi mà anh gửi máy cho mình đó anh nói anh em nghe ha khi mà mở nguồn lên là nó bị treo cái logo như thế này đó đó, nó không khởi động được vào bên trong màn hình chính thì bằng cái kinh nghiệm sửa chữa của thịnh thì thịnh nói thật với anh em là cái dòng a 22 từ dòng 4 g luôn là mình đã hay gặp cái lỗi này rồi nó rất là hay lỗi cái bộ cpu với ram ha và đến con a 22 5 g này khi mà gặp cái dấu hiệu đó mặc dù con này thì nó còn rất là mới đó còn rất là mới thì dẫn uh, vẫn đối diện với cái vấn đề này lại một lần nữa luôn nhưng mà cái khó khăn ở đây đó là cái dòng A225G này vì nó còn quá mới nên là hình không thể nào có cái bộ chip CPU để mà thay thế cho máy này được. À, nên là mình phải đi, mình phải tùy cơ ứng biến và mình phải tìm ra một cái giải pháp nào đó mình giải quyết cái máy cho anh bạn cửa hàng này của mình. Đó và hiện tại anh em thấy đây là kết quả sửa chữa ha. Máy đã phục hồi lên, mọi tính năng hoàn hảo ok hết. Đó. Máy này nếu anh em mang trực tiếp ra trung tâm bảo hành thì sẽ không được bảo hành đó nhưng mà bây giờ ở đây ở cái tình thế mà nó khó khăn như thế này khi mà biết lỗi nhưng mà không có chip để thay đó mình phải tận dụng những cái ơ mình uh, dùng cái từ là những cái quan hệ những cái sự hỗ trợ của bạn bè ở uh, những bên dịch vụ để mà mình tìm cách mình thay được cho anh bạn này nguyên một cái men khác luôn đó và đương nhiên đó là men mới men zin chính hãng chưa qua sửa chữa gì hết ở đây hình muốn nói là cái vấn đề những cái máy mà nó còn quá mới vẫn bán chính hãng ở việt nam đó những dòng samsung như thế này chúng ta bị hạn chế về cái mặt là linh kiện có nghĩa chúng ta biết lỗi nhưng mà không có chip rồi để thay thế đó thì thịnh vẫn còn những cái giải pháp riêng đặc thù và nó rất là là nhiều khi anh em không không nghĩ đến cái cách đó là có thể làm như vậy được nhưng mà mình sẽ có những cái cái đường hướng để mà mình xử lý máy cho anh em bởi vậy cái cách làm của mình ở đây như mình đã nói ngay từ lúc đầu đó là mình luôn tìm kiếm đến những cái giải pháp nào tối ưu cho anh em để ở cái vị trí anh em sử dụng máy anh em sửa chữa dù là hình sửa trực tiếp hay là hình phải đi phối hợp với những đơn vị dịch vụ ở bên thứ ba đối với những ca khó như thế này đó thì cũng là đem đến cho anh em một cái giải pháp sửa chữa nó tiết kiệm và hiệu quả nhất thôi. Còn chủ yếu nói về cái vấn đề kỹ thuật thì cái dòng A22 như hình đã nói, một trong những lỗi rất hay gặp đó là lỗi về cặp CPU. Và lý do tại sao CPU nó lỗi thì anh em sử dụng những cái máy vốn nó đã có cái uh, tùy là nó hay lỗi CPU thì anh em phải hạn chế hơn cái vấn đề mà sử dụng máy với cường độ quá cao. Những anh em nào mà máy mà nó đã có cái vấn đề thường xuyên gặp cái lỗi đó mà anh em lại hay chơi game nhiều làm cho máy liên tục nóng lên hoặc là anh em vừa cắm sạc vừa xài những anh em mà chạy xe công nghệ á đó những cái đó nó sẽ làm gia tăng rất là nhanh cái việc mà giảm tuổi họ của con chip tổng đó CPU ở đây là con chip tổng đó những anh em xem những cái quảng bá về smartphone ra mắt những cái con chip ví dụ như Exynos, MediaTek, Snapdragon đó đó là những con CPU ha đó thì chúng ta đang nói đến những con chip đó thì anh em biết cái máy của mình nó có vấn đề như vậy bởi vì tại sao hình hình nói như vậy bởi vì hình làm rất là nhiều rồi hình làm rất là nhiều trên con A2 A22 4G rồi hầu như hình nói với anh em 8 trên 10 máy là nó rớt vô lỗi nó hết nên là mình có thể đúc kết được ra cái dòng máy đó nó có hay gặp cái lỗi gì và khi mình đúc kết ra được rồi mình sẽ chia sẻ với anh em để anh em sử dụng máy anh em biết cái nhược của cái máy mình anh em làm sao đó cho nó máy nó bền và giảm cái rủi ro phải đem đi sửa chữa đó là như vậy đó là tâm tư trong tất cả những vấn đề mình chia sẻ với anh em trong quá trình sửa chữa đó luôn muốn anh em xài một cái máy làm sao cho bền bỉ cho ổn định nhất thôi có sửa chữa thì cũng làm sao cho tối ưu nhất về mặt kinh tế mà vẫn đảm bảo chất lượng rồi ok, đó hình nói với anh em về vấn đề A22 5G ha. Cũng là gặp lỗi CPU, lỗi treo logo. Nó sau này anh em gặp phải tình huống này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với thần tùy cái thời điểm. Ví dụ như lúc đó linh kiện nó đã phong phú hơn mình có chip rồi để mình hay cho anh em. Đó thì mình sẽ báo cho anh em cái hướng cụ thể rõ ràng hoặc là mình phải làm một cái đường hướng đặc biệt nào đó thì mình sẽ tư vấn cho anh em biết. Rồi chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha. Bye bye anh em.